Tập 19. Vậy bôi thuốc nào. Bác à, sao nhà mình tự nhiên lại xuất hiện một thằng nhóc con thế? Con trai của Cao Tường, còn thằng nhóc con nữa. Bác thấy cháu cũng không lớn hơn nó bao nhiêu. Cao Tường trông trẻ trung như thế, đã có đứa con trai lớn thế sao? Nói ra cũng thật đáng thương, cũng giống như bố cháu, mất vợ từ sớm rồi. Nói như vậy là thằng bé cũng đáng thương, còn không phải sao? Cháu nói xem, Cao Tường bận, không có thời gian chăm con. Thằng bé còn nhỏ như thế, sẽ ảnh hưởng tới quá trình phát triển của nó. Bác, có phải bác động lòng trắc ẩn rồi không? Bác động lòng trắc ẩn thì có tác dụng gì? Bác đâu phải người nhà này. Khách sáo rồi đúng không? Lát nữa cháu đi nói giúp bác. Được. Bác, đau, đau. Cố chịu chút đi, bây giờ mới biết đau sao? Ban đầu cháu còn gây chuyện làm gì? Ai gây chuyện chứ? Cái này gọi là vì nghĩa quên thân. Vì nghĩa quên thân sao? Phải. Cháu sao? Phải. Thật sao? Vậy theo như cháu nói, tối nay xem tiếp sóng tin tức thì phóng viên chắc phải phỏng vấn sự tích anh hùng của cháu rồi. Chắc chắn rồi ạ. Đáng tiếc khi đó không có phóng viên. Nếu như có phóng viên, bây giờ chắc lên TV rồi. Bác nói mà, cháu nói xem, cháu vì nghĩa quên thân như nào? Chuyện này nói ra cũng đơn giản thôi, còn không phải vì Lạc Lạc bị người ta nợ một khoản tiền, cháu tay không tất sắc xông vào, cuối cùng cũng đòi được nợ cho cô ấy. Kết quả lại thành ra thế này. Bác nói rồi mà, cháu như này gọi là vì cô gái mà quên thân. Được rồi. Được rồi. Bố, chúc bố dồi dào sức khỏe. Được, được. Nào, cạn ly. Anh rể, lâu rồi không tới nhà chúng em. Hôm nay em phải uống với anh mấy chén mới được. Không, không, Trương Đình, anh lái xe. Anh không uống. Được rồi, anh ấy còn lái xe. Vậy em muốn cùng Cao Tổng. Ai cũng lái xe hết cả. Được rồi, ngồi đi. Em uống ít thôi. Cô Trương Vi, chú ấy là ai thế? Chú ấy là em trai của cô Trương Vi, tên chú là Trương Đình. Còn không đẹp trai bằng bố cháu, cũng không đẹp trai bằng chú. Con biết thế nào gọi là đẹp trai không? Cũng không đẹp trai bằng cháu. Được rồi, cháu đẹp trai nhất. Hôm nay mọi người tề tụ đông đủ, chúng ta nâng ly. Cạn một ly vì tình yêu hoàn hảo của Tư Tiến và Trương Vi. Nào nào, cảm ơn bố, cảm ơn bác. Chúc anh chị sớm sinh quý tử, ngoan lắm. Chị, hạnh phúc nhé. Cảm ơn. Cháu ngoan lắm. Nào nào, Thành Thành, chạm đi cái nào. Nào Cao Tổng, cảm ơn. Nào Cao Tổng, cùng cạn nào. Mẹ, 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 đây đây, ở đây. Xem bố con đi đã. Mẹ, đây là tâm sai, bác làm riêng cho mẹ, rất ngon ạ. Được, đặt vào bếp đi. Đúng rồi, hôm nay mẹ trông thấy em trai con rồi. Đánh nhau với người ta, cùng với phù dâu, ở trong khách sạn đó, làm hỏng hết qua của người ta, bảo vệ cũng phải tới. Mẹ nghe có vẻ như là muốn tống tiền người ta. Cái gì mà tống tiền chứ? Là ông chủ ở đó nợ tiền của Lạc Lạc, Trương Đình đi giúp Lạc Lạc đó đòi lại tiền thôi. Được rồi, biết đâu là con có phải đi giải thích thai cậu ấy không? Mẹ chỉ muốn nói là con đã gả vào nhà họ Lý rồi, thì tức là con dâu của nhà họ Lý. Sau này đi ra ngoài cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói, đừng để người ta phải nói này nọ. Cũng nói với em trai con một tiếng, đừng làm những chuyện mất mặt đó. Ơ kìa, mẹ, sao em lại đen đuổi thế? Được rồi, đừng buồn nữa. Người ta vẫn thường hay nói, khi em không vui, hãy tự nói với bản thân, tất cả mọi chuyện chỉ là ảo giác thôi. Được rồi, đi. Con đâu có khéo tay như vậy, là Vivi làm đó.
Làm gì có mùi tanh. Vừa nãy không phải mẹ vẫn nói ngửi mùi thơm lắm sao? Vivi cũng đang cố gắng để làm một nàng dâu tốt. Người ta nghe dì nói mẹ thích ăn hải sản, thích ăn món này. Hôm nay cô ấy một mình chạy tới chợ hải sản, mua đủ mọi loại hải sản, dì công lựa chọn đấy. Chị, canh ngân nhỉ. Em ngồi đi. Em thấy chị có nghiêm khắc với Trương Vi không? Đâu chỉ là nghiêm khắc, rõ ràng chị quá đáng mà. Chị nghĩ mà xem, chị đối xử với Giai Tử, rồi nghĩ lại xem mình đối xử với Trương Vi như thế nào. Rõ ràng là một người trên trời, một người dưới đất mà. So sánh như vậy là không phải rồi. Hai đứa nó có thể so sánh được sao? Giai Tử là đứa chị nhìn nó lớn lên từ nhỏ, vốn dĩ là cô con dâu lý tưởng nhất trong mắt chị. Trương Vi thì hai người đâu có giống nhau. Nhưng bây giờ Tư Tiến đã cưới Trương Vi rồi, con bé mới là con dâu của chị. Hơn nữa người ta đối xử không tệ với chị, chỉ bốn chiếc bánh hỉ thôi, em cũng không tốn công sức được đến thế. Con bé tốn công suốt cả buổi chiều mới làm được cho chị, tai bị đâm tới nứt toát hết cả. Nghe thì có vẻ rất tốt. Còn nữa, chị có muốn bế cháu không? Tất nhiên là muốn. Vậy chị phải đối xử với người ta tốt một chút. Có sinh hay không, người ta mới là người quyết định. Càng ngày em càng biết làm việc đấy. Nói cũng rất có lý. Vậy được. Trưa nay chị không về ăn nữa. Chị đi đâu đấy? Đến tìm Trương Vi, xem có thể cùng ăn bữa cơm với con bé không, để vun đắp tình cảm. Được, chị đi đi. Chúng ta phải chúc mừng Trần Hiểu Lộ liên tiếp 3 tháng trở thành nhân viên xuất sắc của chúng ta. Về phần thưởng thì tiền thưởng tháng này của Hiểu Lộ sẽ được tăng gấp đôi. Cảm ơn ông chủ, tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Được. Trương Đình, tôi nói cậu chú ý hơn chút được không? Học hỏi Hiểu Lộ nhiều vào. Cậu xem thông báo phê bình tháng nào cũng có cậu. Không phải đến muộn thì đánh nhau, không phải đánh nhau thì làm dở đồ. Nếu như cậu còn như vậy nữa, tiền thưởng sẽ bị trừ sạch đấy, hiểu chưa? Được rồi, tan họp. Tiền thưởng lần này của tôi hình như cũng bị trừ không ít. Hiểu Lộ, hay là tối nay cùng ăn bữa cơm đi, chúc mừng chút. Cảm ơn ông chủ. Tôi không đi được, tối nay tôi còn có việc. Ủy ban kế hoạch hóa gia đình thành phố bảo chúng ta làm giúp họ, khuyến cáo về các biện pháp tránh thai. Mọi người xem nên làm thế nào. Tôi cảm thấy khuyến cáo của chính quyền thành phố chủ yếu là cho dân chúng xem. Vậy chúng ta có thể làm cái gì đó đặc biệt một chút, ví dụ như hướng dẫn bằng hành động sẽ hay hơn chút. Theo như số liệu trước đây chúng ta thu thập được, thực ra cách tránh thai được chia thành những loại như sau: 1 là uống thuốc, 2 là thời gian tránh thai an toàn, 3 là thắt ống dẫn tinh, 4 là dùng dụng cụ tránh thai trong tử cung, 5 là dùng bao cao su tránh thai. Cách này cũng đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Cho hỏi Trương Vi có ở đây không? Ở đó ạ. Cảm ơn. Tôi cảm thấy 4 loại trước có thể tạm bỏ qua, nhưng cái cuối cùng có thể coi như là điểm nhấn để chụp ảnh. Trương Vi, nói ý tưởng của cô xem. Tôi thấy cách cô ấy nói, có thể ủy ban kế hoạch hóa gia đình đã sử dụng vô số lần rồi. Cách làm thông thường này, hiệu quả khi thực hiện có lẽ không được tốt cho lắm. Chúng ta có thể có một cách đột phá mới. Ví dụ như chú trọng vào những hiểu lầm về cách tránh thai, là khi mọi người đều cho rằng không thể thụ thai được, thì sẽ tránh thai bằng cách nào? Đủ rồi. Mẹ, người nhà tôi tới. Đây là công việc mỗi ngày của con sao? Mở miệng là tránh thai. Trai gái đang ngồi với nhau, còn ra thể thống gì nữa? Mẹ, chúng con đang nói về chuyện tranh ảnh khuyến cáo. Có biết liêm sĩ không?
Mẹ, ở công ty đừng nói vậy, con biết làm việc kiểu gì đây, càng tốt. Lập tức từ chức, không làm nữa, chúng ta về nhà, đi. Mẹ. Xuống đây, xuống đây, xuống, xuống. Làm gì thế? Mua xe. Cậu mua nổi không hả? Bao nhiêu tiền? 50.000. Tôi còn tưởng là bao nhiêu tiền nữa chứ. Cũng chỉ 50.000 thôi mà. Chuyện nhỏ. Tôi nói cho anh biết, tôi lấy cái xe này, giữ lại cho tôi. Mấy hôm nữa tôi đến lấy. Xin lỗi nhé cậu em. Chỗ chúng tôi đã có mấy người mua, đặt sẵn rồi. Chỗ chúng tôi đến trước, lấy trước. Đợi cậu đến thì chẳng còn chiếc nào nữa. Ông chủ, đừng chém gió. Ngày mai tôi sẽ đến lấy. Chiếc xe này là của tôi chắc rồi. Mẹ, chuyện hôm nay là con không đúng. Con xin lỗi mẹ. Được rồi, đừng nói chuyện đó nữa. Kể từ hôm nay, con chỉ cần làm hai chuyện. Thứ nhất, lập tức nghỉ việc, ở nhà làm nội trợ. Nhà chúng ta không cần con dâu phải ra ngoài kiếm tiền, xuất đầu lộ diện. Thứ hai, lập tức mang thai sinh con. Sinh con sao? Đúng thế, cưới rồi thì đương nhiên phải sinh con chứ. Hơn nữa, từ ông nội đến bố thằng Tư Tiến, nhà họ Lý chúng ta đã có con một ba đời rồi. Mẹ còn mong con sẽ sinh mấy đứa nữa cơ. Vâng, mẹ sinh con thì không sao. Nhưng con và Tư Tiến muốn tận hưởng cuộc sống hai người mấy năm trước đã. Có con rồi cũng đâu ảnh hưởng tới cuộc sống hai người. Con xem bà Lục đã có hai đứa cháu rồi. Thằng lớn vào tiểu học, thằng nhỏ vào lớp mẫu giáo. Vui vẻ lắm. Thực ra muốn đo xem người đàn ông có thực sự yêu người phụ nữ của mình hay không là phải xem anh ta có muốn cưới cô ấy không. Ngược lại, nếu muốn để đo một người phụ nữ có yêu chồng mình hay không, còn phải xem cô ta có cam tâm tình nguyện sinh con cho anh ta không. Mẹ đến công ty em làm gì? Điều quan trọng là lúc mẹ tới, đúng lúc chúng em đang họp tuyên truyền, nói về chuyện tránh thai. Kết quả là đang nói về những phương diện sinh nở. Cái gì mà tránh thai hay không? Khi đó mẹ đã nóng lên. Anh còn cười nữa, thật là còn cười được nữa. Anh cười em đúng là con bé đen đuổi. Anh nói xem sao em kém may mắn thế. May mắn của em đã dùng hết vào việc gặp anh rồi. Đúng, gặp được người chồng tốt nhất thế gian. Được chưa? Mẹ bảo em phải từ chức. Từ chức sao? Muốn em làm nội trợ, mau chóng ở nhà sinh con. Không sao, lát nữa anh sẽ nghiêm túc phê bình mẹ, để mẹ kiểm điểm lại. Chủ yếu em không muốn làm bà nội trợ. Anh biết em muốn làm việc thêm mấy năm nữa. Thực ra anh cũng cảm thấy hai chúng ta không cần phải sinh con sớm như thế, đúng không? Hơn nữa thế giới hai người anh còn chưa tận hưởng đủ. Không sao, đừng nghe lời mẹ anh. Mẹ anh chỉ nói thế thôi, không cần phải để bụng.
Không phải em không muốn có con, chỉ là em muốn nói, thứ nhất, em không muốn làm bà nội trợ, sau này cũng không muốn. Thứ hai, em không muốn chúng ta có con sớm như thế. Hiểu rồi, anh hiểu hết. Vợ à, giao lại cho anh, yên tâm đi. Mẹ, chúng con đi đây. Đi đâu thế? Đi làm ạ. Hôm qua không phải nói rồi sao? Mau từ chức đi. Nhân viên nhà chúng ta nói nghỉ việc là nghỉ việc sao? Cũng phải có câu nói chứ. Nói cũng đúng. Vậy Trương Vi, mẹ cho con một tháng, con mau bàn giao đi, nghỉ việc đi. Được rồi, con biết rồi. Tối nay Vi Vi sẽ mang bánh sầu riêng về cho mẹ. Bánh sầu riêng cũng không bịt miệng mẹ được đâu. Mau từ chức đi. Làm sao đây? Chắc chắn mẹ không đồng ý. Có anh đây, em cứ yên tâm. Mau đi nào. Sư phụ, về nhà mẹ chồng cô không làm khó cô chứ? Không. Sếp Lý tốt như vậy, không ngờ mẹ anh ấy lại giữ như thế. Được rồi, không nói nữa. Trương Vi, qua đây nào. Hôm qua không sao chứ? Không có chuyện gì lớn. Sau khi mẹ cô về, không làm khó cô chứ? Người già ấy mà, nghe về chuyện tránh thai, khó tránh khỏi hiểu lầm tức giận. Sếp Trần, tôi muốn nói với anh, vụ này anh đừng giao cho tôi làm nữa, được không? Tìm người khác làm, tôi sẽ hỗ trợ. Tôi nghe nói mẹ chồng bắt cô từ chức. Vậy bản thân cô nghĩ như thế nào? Tôi cũng ngại nên chưa dám nói với anh. Thôi được, tự cô lựa chọn đi. Tôi cũng sợ mẹ chồng cô đến đây gây khó dễ. Về ở bên chồng, dạy dỗ con cái cũng tốt mà. Đằng nào cô cũng không còn ít tuổi nữa. Anh đừng kích tôi nữa. Tôi sẽ suy nghĩ thêm. Suy nghĩ thêm đi. Xin lỗi nhé, sếp Trần. Cậu lại đến nữa sao? Tôi nói cậu chứ, rốt cuộc là mua hay không mua? Tôi nói trước rồi đấy, 50.000 không được thiếu một đồng nào. Ông có biết làm ăn không thế? Rẻ chút đi. Ông chủ, chúng tôi lấy chiếc xe này. Có mật mã không anh? Không có. Được, vậy anh đợi lát nhé. Tôi ghi hóa đơn cho anh, lát nữa là lấy xe được rồi. Cảm ơn. Được, được lắm, đáng tiền. Em viết giấy nợ cho anh. Xem như anh tặng em chiếc xe này, khỏi cần. Vậy không được, Trương Đình em có nghèo tới mấy cũng không đến mức sống dựa dẫm vào anh rể. Em đã nghĩ rồi, giờ một tháng lương em được 3.000, em sẽ trả anh từng đợt. Anh và em có cần phải tính toán chi li thế không? Cầm lấy mau lên. Anh không cầm thì em không lấy nữa. Được, anh nhận. Vậy em đi lấy hóa đơn. Mình đã phải phấn đấu cả đời, chịu biết bao cực khổ, cũng trải qua biết bao chuyện rồi. Mình chỉ hy vọng thằng con trai mình không còn phải chịu nhiều cực khổ nhọc nhằn như thế nữa. Người làm mẹ như mình sai sao? Mẹ, con về rồi. Mẹ, chúng con về rồi. Mẹ làm cái gì thế? Mẹ làm gì thế? Đứng đó đi. Làm gì thế? Đứng trước mặt bố con, đứng trước mặt tổ tiên nhà họ Lý chúng ta.
Mẹ nói câu nào, các con nói theo câu đó. Mẹ giở trò gì thế? Nghiêm túc vào. Được rồi, vậy mẹ nói đi. Mẹ nói câu nào, các con nói câu đó. Vương Tuyết Mai con, Vương Tuyết Mai con. Cố tình đúng không? Nói tên của các con ra. Không phải bảo con nói theo sao? Được, Lý Tư Tiến con, Trương Vi con sẽ đóng góp chút sức lực vì hưng quả của nhà họ Lý. Sẽ đóng góp chút sức lực vì hưng quả của nhà họ Lý. Sẽ cố gắng sinh đẻ vì việc hưng quả cho nhà họ Lý. Sẽ cố gắng sinh đẻ vì hưng quả cho nhà họ Lý. Lấy tiêu chuẩn là một năm sinh một đứa. Mẹ, nhà nước có chính sách không cho sinh nhiều. Không xem tin tức sao? Chính sách của nhà nước đã mở rộng rồi. Được được, hết rồi chứ ạ. Lấy tiêu chuẩn là một năm sinh một đứa. Lấy tiêu chuẩn là một năm sinh một đứa. Vì việc hưng quả của nhà họ Lý mà cố gắng phấn đấu. Vì việc hưng quả của nhà họ Lý mà cố gắng phấn đấu. Đã được chưa ạ? Mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi. Đi đi, mau. Mẹ, con đi nghỉ ngơi đây. Mau lên. Dậy chưa? Dậy rồi, còn đợi con nói nữa. Dậy từ lâu rồi. Mẹ, mẹ xem. Tặng mẹ này. Sinh nhật vui vẻ. Mẹ không nhìn nhầm đấy chứ? Đây là con trai mẹ sao? Tự mẹ quên là hôm nay là sinh nhật mẹ sao? Đúng là quên đi mất. Mẹ vất vả cố gắng bao nhiêu năm, có được ngày hôm nay cũng rất đáng. Mẹ chuẩn bị đi nhé. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Được, mẹ xuống ngay đây. Được, được. Không sao, mẹ còn chưa xuống mà. Đặt đây. Mẹ, mẹ. Nào, mau ngồi xuống. Mẹ, mẹ xem. Đây là mì Trường Thọ, Vivi làm riêng cho mẹ đấy. Nguyên liệu là sáng hôm nay con phải đi mua từ sớm để tỏ lòng hiếu thuận với mẹ đấy. Đúng là không muốn con nuôi nấng đứa con vô ơn này. Mẹ mau nếm thử đi. Cảm ơn Vivi. Việc nên làm thôi mẹ. Thế nào, thơm chứ? Ngửi cũng được lắm. Mẹ nếm thử xem nào. Có ngon không? Con bỏ gì vào thế? Em xem, đúng là miệng mẹ tinh tế thật đấy. Bên trong đã bỏ bạch tùng lộ. Mẹ biết không, vì miếng bạch tùng lộ này con đã phải chạy khắp chợ đấy. Không muốn công nuôi đứa con vô ơn như con. Nếu mẹ thích sau này mỗi sáng đều được hưởng thụ như thế. Cuộc sống sung sướng như thế, ai mà không thích chứ. Cho nên mẹ, nếu Vivi đi làm, hai chúng con sau này, chúng con đều có thể cùng nhau dậy. Sau đó hàng ngày, để cho mẹ được hưởng thụ tấm lòng của chúng con. Đúng rồi, lúc con mua bạch tùng lộ cho mẹ, còn trông thấy thịt xông khói đặc biệt. Trước đây chẳng phải mẹ thích ăn lắm sao? Ngày mai con sẽ đổi thịt xông khói cho mẹ. Mẹ nghe ra rồi. Ý của con là mẹ phải cho Trương Vi đi làm thì con mới hiếu thuận với mẹ. Mẹ, không phải ý đó đâu ạ. Con đừng nói gì. Mẹ cứ hiểu nhầm ý suốt thôi.
là con nói nếu như Vivi đi làm sẽ càng thuận lợi hơn trong việc chúng con hiếu thuận với mẹ. Được rồi, hiếu thuận. Mẹ còn tưởng con lớn rồi, hiếu thảo với mẹ, biết chúc mừng sinh nhật mẹ. Kết quả con lại vì vợ con. Con không có ý đó. Trương Vi, mẹ cho con biết, sau này đừng nhắc tới việc đi làm nữa. Đừng có hòng. Mẹ nói lý lẽ được không vậy? Mẹ không nói lý lẽ đấy. Mẹ nhắc lại lần nữa, chỉ cần là con dâu của nhà họ Lý ta thì không được đi làm. Vậy chúng con dọn ra ngoài ở. Tư Tiến, anh đừng nói linh tinh. Ai nói linh tinh chứ? Dọn đi, có giỏi thì dọn đi. Có giỏi thì dọn đi ngay bây giờ đi. Dọn thì dọn. Tư Tiến, anh làm gì thế? Anh đừng có làm càn, đừng kéo nó. Mẹ cho con biết, con mà dọn đi thì đừng bao giờ về nữa. Mẹ, mẹ đừng giận. Anh ấy không có ý đó, đều là lỗi của con, vốn là tại cô hết. Nếu không tại cô, con trai tôi có đối xử với tôi vậy không? Nếu không tại cô, tôi lại mất đi người thân tốt như vậy sao? Nếu không phải tại cô, con trai tôi lại dọn đi mà không cần người mẹ này sao? Phải. Mẹ, đều là lỗi của con. Mẹ đừng giận nữa, con đi nói anh ấy. Chị giận Tư Tiến thật đấy à? Hôm nay hiếm khi có được ngày đẹp. Hiếm khi được ngày đẹp để tặng tôi món quà thế này sao? Chị bớt giận đi. Anh làm gì thế? Có đến mức đó không? Định đi thật sao? Anh nói cho em biết, hôm nay hai chúng ta nhất định phải đi. Anh chịu không nổi nữa rồi. Anh bình tĩnh chút đi được không? Cãi nhau thôi mà, có cần tới vậy không? Anh bình tĩnh kiểu gì đây? Anh đừng vì em mà ảnh hưởng tới quan hệ mẹ con. Em không muốn như thế. Bây giờ mẹ đang làm ảnh hưởng tới quan hệ của hai chúng ta. Em biết rồi mà chồng. Anh yêu em, muốn em đi làm, nhưng em lại càng yêu anh hơn. Cả nhà chúng ta bên nhau mới là điều quan trọng nhất. Từ nhỏ em và em trai em được bố nuôi lớn không có mẹ. Em tới nhà anh, hy vọng rằng mẹ anh coi em như con. Chúng ta sống hạnh phúc bên nhau, tốt biết bao. Anh dọn đi như thế, sau này em và mẹ anh sống chung kiểu gì đây? Anh không muốn để quan hệ giữa em và mẹ càng nghiêm trọng hơn chứ. Tư Tiến, Vivi nói có lý. Cháu thương vợ, dì biết chứ. Nhưng nhà ai mà không có lúc gia chạm chứ? Hễ động cái là đòi dọn đi. Như vậy còn giống cái nhà không? Còn nữa, cháu đừng can thiệp vào quan hệ mẹ chồng nàng dâu của họ. Nhất là nó đỡ cho Vivi, chỉ càng thêm dầu vào lửa mà thôi, không hề có lợi cho Vivi. Huống hồ ban đầu mẹ cháu cũng từng sống như thế. Thật là hết chịu nổi. Được rồi chồng, chúng ta bên nhau mới là quan trọng nhất. Ngày mai em sẽ đi xin nghỉ, không giận nữa nhé. Vậy được, không giận nữa. Cậu làm cái gì thế? Thế nào? Có đẹp không? Ở đâu ra vậy? Mua đó, không phải ăn trộm đó chứ. Mắng người đấy à? Thế nào? Nào, cầm lấy. Làm gì thế? Đưa chị đi hóng gió. Được rồi, khóc gì chứ? Có phải không gặp nhau nữa đâu. Sư phụ, không muốn để cô đi. Nhìn đây, cuốn sổ nhỏ này là những kinh nghiệm làm việc trước giờ của tôi, đều viết cả vào trong đó. Sau này không dùng tới nữa, tặng cho cô. Được rồi, bản thảo này trước đây tôi đã làm rồi, cô xem đi. Sau này sẽ cho cô phụ trách. Cô nghiêm túc mà đọc nó đi, được chứ?
Nhưng mà sư phụ, cô đi thật sâu. Chậu cây này tôi đã chăm nó kể từ khi tôi vào công ty. Sau này hàng ngày nhớ tưới nước cho nó giùm tôi. Làm gì thế? Có phải không gặp lại nữa đâu. Khóc gì chứ. Được rồi. Được rồi, được rồi. Được rồi. Đừng khóc nữa. Đi sao? Con bé này, cô bỏ đi như này, đúng là tôi mất đi một trợ thủ đắc lực rồi. Cứ thế nói đi là đi sao? Sếp Trần, cảm ơn anh luôn chăm sóc tôi những năm qua. Từ sau khi tốt nghiệp vẫn luôn làm chỗ anh suốt. Anh bao dung tôi như thế, còn cho tôi biết bao cơ hội đề bạt tôi. Cảm ơn anh. Đúng vậy. Đi đâu mới tìm được một ông chủ tốt như tôi. Thôi được. Đi cũng tốt. Về nhà làm bà nội trợ cũng rất tốt. Sau này ở nhà mà bí bách quá, muốn đi làm lại, chỗ tôi lúc nào cũng chào đón cô. Cảm ơn ông chủ. Còn khách sáo với tôi nữa sao? Tạm biệt. Thật sự tôi không biết lựa chọn này của tôi là đúng hay sai. Nhưng con người trong lúc lựa chọn, sao có thể biết được rốt cuộc là đúng hay sai? Sở dĩ vận mệnh bí ẩn là vì giống dĩ nó không muốn để cho chúng ta biết trạm tiếp theo của chúng ta sẽ ở đâu. Nhưng nếu đã quyết định rồi thì mãi mãi đừng bao giờ hối hận. Động cơ của chiếc xe này đúng là không nhỏ. Tôi nói cho mọi người biết, đây gọi là vua của các loại xe. Có thể chạy 200 km mỗi giờ đồng hồ. Vậy sao? Máy bay còn không nhanh bằng nó. Xe của ai đây? Đừng có động vào. Cô qua đây. Tôi nói cho cô biết. Sao cô không có chút mắt nhìn nào thế? Cô nhìn khắp phố xem còn ai lái được chiếc xe này không. Giới thiệu với cô, xe mới của tôi. Lạc Lạc. Lạc Lạc. Cô làm gì thế? Anh lấy đâu ra lắm tiền mà mua con xe ngon thế? Tôi không ăn trộm ăn cướp. Việc của cô đấy sao? Tôi phải lo việc này của anh đấy. Nói, tiền ở đâu ra? Các cậu xem gì thế? Không phải anh đi vay đấy chứ? Triệu Hiểu Lộ, sao cô có như tờ rơi quảng cáo thế? Dán lên là không gỡ xuống được sao? Bố anh có biết anh mua xe không? Xe này liên quan gì tới bố tôi? Trương Đình, bây giờ công việc, cuộc sống của anh đều không ổn định. Anh còn vay tiền mua xe. Anh mau trả nó lại đi. Nếu không tôi mách bố anh thật đấy. Sao cô không chịu hiểu thế? Một, tôi không trả chiếc xe. Hai, cô thích đi mách bố thì mách đi. Ba, tôi mong cô biết rõ những điều mà cô đang nói. Hai chúng ta không ai có quyền lo việc của ai. Tôi... Lạc Lạc. Lạc Lạc. Tối nay gặp nhé. Bây giờ anh đi trả chiếc xe cho tôi ngay lập tức. Tôi mong cô nhớ rõ ba điều tôi vừa nói, nhất là điều thứ ba. Trương Đình, anh là đồ không biết điều. Thế nào, chiếc xe này được chứ?
Gia tử, đã lâu không gặp. Sao em đến đây? Không muốn gặp em nữa sao? Xem em nói kìa, anh đi rót cho em cốc nước. Không cần, em không khát. Em đến có chuyện gì sao? Không ngờ bỗng dưng em lại tới tìm anh đúng không? Anh xem anh gầy đi rồi kìa. Cuộc sống tân hôn không ổn định sao? Chị dâu không chăm sóc cho anh chu đáo sao? Hoàn toàn ngược lại, sau khi kết hôn, bọn anh sống rất tốt. Gia tử, thật ra em không tới, một thời gian nữa anh cũng tới tìm em. Anh muốn nói một tiếng xin lỗi em. Nhưng mà em cũng không cần hôm nay một chai rượu vang, ngày mai một chiếc đèn bàn đâu. Chị dâu không thích quà em tặng cho chị ấy sao? Không phải. Trương Vi không nói gì, chỉ là anh thấy không hay cho lắm. Em làm như vậy không đúng sao? Em muốn kết hôn với anh, anh không muốn kết hôn với em. Em chỉ có thể nhìn anh từ xa, anh lại không cảm thấy được. Em làm gì cũng đều sai hết. Gia tử, em đừng nghĩ như thế. Chuyện quá khứ đều đã qua rồi. Bây giờ anh cũng kết hôn rồi, rất hạnh phúc. Anh cũng hy vọng em sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình. Trưa nay anh có hẹn ăn cơm với chị dâu em rồi, anh không giữ em lại nữa. Thôi được, vậy em đi trước đây. Đi thong thả. Anh Tư Tiến, em muốn hỏi anh một câu cuối cùng. Rốt cuộc em có điểm nào không tốt? Không có điểm nào là không tốt. Chiếc cà vạt này chẳng phải khi em về nước đã tặng cho anh sao? Màu sắc hoa văn đều do chính tay em lựa chọn. Gia tử, phải là em đã tặng cà vạt cho anh cũng rất thích. Nhưng có thể nói lên điều gì? Sao lại không nói lên điều gì? Chứng tỏ rằng hai chúng ta rất ăn ý với nhau. Gia tử, Vivi, chiếc cà vạt này là sáng nay tôi đã chọn cho Tư Tiến. Thật không biết là do cô tặng, chỉ là cảm thấy hợp với anh ấy. Nếu nói là ăn ý thì chắc phải là hai chúng ta mới đúng. Cảm ơn cô, chăm sóc chồng tôi chu đáo, cẩn thận đến thế. Anh Tư Tiến, em còn có việc, em đi trước đây, hẹn lần sau gặp. Được, đi thong thả. Vivi, Trần Gia Tử, được rồi, không cần giải thích gì hết, em tin anh. Là lỗi do em hết, chọn canh cái cà vạt như này. Cà vạt làm sao? Không phải rất hợp với anh sao? Hợp cái gì chứ? Chuyện công việc làm tới đâu rồi? Xử lý xong hết rồi. Xem ra sau này anh phải nuôi em rồi. Bệ hạ, có phải sau này thần sẽ phải hầu hạ 24 tiếng đồng hồ không? Tất nhiên rồi. Như này gọi là ở chung dưới một mái nhà, sau này chuyện gì cũng phải nghe anh. Cùng đi ăn trưa với anh trước đã. Chỗ này không được đổ xe mô tô. Người anh em, tôi vẫn trả tiền như thường. Nào, cầm lấy. Không được, đi lên nộp văn phòng. Ở đây tôi không được tự ý nhận tiền. Cầm lấy, thật sự không được, cầm lấy. Không có lần sau đâu đấy. Người anh em, chiếc xe này của tôi còn đắt hơn cả ô tô. Anh để ý giúp tôi nhé. Được, anh tự khóa kỹ vào đấy. Cảm ơn nhé. Lạc Lạc, đây là nhà của mày đấy. Mẹ, cũng được chứ ạ. Được, con ngồi đi. Con cũng nếm thử trà này đi, rất ngon đấy.
rất bổ cho phụ nữ nữa. Hàng ngày con đều phải uống nó. Để lát mẹ bảo dì nhỏ cũng phải nhắc nhở con, chỉ cần kiên trì uống, sau này sinh em bé, da dẻ sẽ rất hồng hào. Con xem, mẹ bảo con nghỉ việc sớm một chút. Bây giờ có biết bao phụ nữ ngưỡng mộ được như con, ngày nào cũng ở nhà hưởng phúc. Mẹ nhớ lúc mẹ mang thai Tư Tiến cũng 8 tháng rồi. Ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm cho kịp chuyến xe buýt. Bây giờ có điều kiện rồi, có thể yên tâm mà ở nhà chuẩn bị mang thai, sau này nuôi con. Xem ra kiếp trước con cũng làm không ít việc tốt đâu. Con đi xem có phải dì nhỏ tới không. Dì nhỏ.